chào cả nhà nha. Hiền hôm nay Hiền sẽ giới thiệu cái bộ sưu tập của Hiền là chum hũ nhỏ, chum hũ hũ á, gọi là hũ dê. Này mọi người nhìn nè. Đấy. Nói chung là Hiền cũng sưu tập đồ dân gian thôi. À, đây cái hũ nè, mọi người nhìn nè. Đó. Đồ như thế nào thì mọi người nhìn thấy nè. Cái men cốt đất nó về, cái này không phải là men mà cái này là sành á, đồ sành á. Mọi người nhìn nè nha. Cái này nó giống như bắt gặp giống như những cái tấm ngói á. Ngói lợp nhà hồi xưa, ngói âm dương á mọi người. Đây. Nó méo, nó mó, nó không có tròn trịa vậy, dùng bằng tay làm á, làm bằng tay á mọi người. Hồi xưa những cái hũ như thế này thì họ hay dùng để mở, gọi là mở động vật á. À, mở động vật xong họ chụp lại, họ ràng lại, mở rồi. Bây giờ thì gọi là dùng dầu chiên. Hồi xưa những hũ này ông bà mình đã dùng mà cho mỡ heo hoặc là những mỡ của các động vật. Đấy. Cho các mỡ vào đây sau rồi cái đầu bịt lại, là mỗi lần dùng ăn thì múc ra chứ không phải như dầu chiên hoặc là dầu thực vật bây giờ. Đấy, nói chung là dùng hũ đựng mỡ. Thì chỉ được biết như vậy đấy. Đấy, cái hũ này cái này nó độ sành, nó cứng lắm mọi người. Đấy. Dạng như thế này nè. Đây nó nè. Những cái này thì hũ lớn hơn. Đấy, cái hũ này do nó bị cái miệng nó bị hư á. Nên Hiền cho dùng máy cắt lại, nó vẫn còn xài được hết, nhưng mà khủng khiếp lắm. Đây mới gọi là đồ sành á. À, gọi là cái câu là sao quên nè ha. Chán kiểu mà nó mày là chán kiểu, tao chọi với đồ chán kiểu, chọi với chán sành á. Hay cái câu mà nói mày đồ chán kiểu, đây là chán sành á, đây là sành á mọi người. Đây, mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn nè, đồ sành nè. Sành như ngói á. Đấy. Thành ra có nhiều một cái câu là mày dám chơi không? Chơi không? Tao là chẳng có gì để mất đấy. Hay là ví dụ như là mày là đồ kiểu, tao đồ sành. Ví dụ như thế, câu đó là người ta kêu là chán kiểu chọi chán sành á. Đấy, ví dụ như thế này. Đây. Hai cái này mà mình ví nhau á, người ta hay ví giữa một bên cao sang quyền quý á, đây. Một bên cao sang quyền quý á với lại một bên này nè. Mày chọi vô đi, đây là đồ kiểu mà chọn như chọi đồ sành nè. Ham. Mà chọn vào nhau thì dĩ nhiên cái thằng này nó sẽ rơi toan trước. Này sao toan được, này trừ khi cố tình đập thôi. Thành ra mọi người hay nghe cái câu mà mày muốn mày chơi tôi chơi ăn thua đủ với mày. Đây là chí phèo nè, đây là cả phán, đây cả phán nè, đây là chí phèo nè. Đấy, hai đẳng cấp khác nhau. Đấy là chọi nhau vào thì coi như là thằng này toan trước nè. À, thằng này chẳng có gì đã mất á, này rớt xuống là sành, còn này là thằng này là mỹ sành, còn thằng này là mỹ sứ nha, sành sứ nha, hai cái đẳng cấp khác nhau. Xã hội nó cũng vậy đấy. Có những cuộc chơi, có những cái đồ là nói chung là mình nôm na là vậy đó mà cả nhà. Đấy, thành ra trong cuộc sống Hiền sưu tầm thì mọi người nhớ câu đó, một khi ra đường ai là ai biết mình là ai. Thành ra bộ sưu tập của Hiền cái này nói chung là đồ này là đồ sành, nồi đồng có đá đồ sành. Giá trị ở chỗ đây là giá trị đồ lì á mọi người, nó lì lắm á. Đấy, đẹp á mọi người. Cái này cũng dạng vậy, cái này thì đựng rượu á mọi người, đựng rượu hoặc là vì sau này một số người họ đựng hạt giống á, họ giữ hạt giống cũng lâu. Hiền sưu tầm từ một nhà kia là đựng hạt giống, đựng hạt giống, hạt mướp, hạt bầu, hạt bí, hạt bịch lại, họ giữ lại cũng rất là hồi lãi. Mọi người nhìn nè, cái này dùng hồi xưa là không có dùng dao đâu nha, dùng hồi thời này là dùng cái thanh tre, mọi người làm lại cái vết thanh tre nó còn in lên trên này nè, những đường nét rồi và làm tay và cái mũi dao bằng tre á mọi người. Đấy, mình được nghe kể lại nha, nó không có nhìn nè, nó không có đẹp gì hết ấy. Đấy, cái cốt đất nè. Còn này là của Chăm, nhìn là mọi người biết văn hóa Chăm Ba rồi. Này là đất luôn hẳn nè,
nhìn cái đất đất cát này nó bị ấy ra luôn nè mọi người. Đấy, nhưng cái này là mới nè mọi người. Đây Hiền cũng cho thấy là cái này hôm trước là Hiền đi du lịch Chăm Pa á, Hiền vô đó Hiền ngồi Hiền nắng ra thì cầm về nè, hai cái khác nhau nè, hai cái này khác nhau. Nó lại cái này mới, cái này cũ nè, mọi người nhìn thấy nó khác nhau hoàn toàn nè, thấy không? Cái này cổ hơn nè, còn cái này là mới nè. Đấy, mọi người nhìn là hiểu nè, nó đẹp, nó có cái đẹp riêng nha. Đấy, cái này cũng mới nè, cái này mới ton luôn ấy, mới làm nè, hàng mới gạt tàn thuốc của mỹ nghệ nè. Để nhìn so sánh nè, cái mới cũ nè. Đấy, để nhìn là biết liền à. Đây, giữa hai ông cũ và ông mới mọi người nhìn thấy thấy khác biệt lắm nha. Hiền để so sánh nè, đây cũ nè, à cái này cũ nè, cái này mới nè. Đấy, Hiền review cho cả nhà xem sơ một số bình hũ nha. Còn nó đẹp, nó hay hay nó dễ thương như thế nào thì tùy cảm xúc của mỗi người thôi. Chứ giờ Hiền nói đẹp người ta nói xấu, mình nói xấu người nói đẹp, thành ra Hiền cứ review thôi. Hiền sưu tầm thì góp nhặt đỡ về là sưu tầm. Có thể là nhiều chỗ họ trồng hoa trong này nè, trồng hoa, hoa xương rồng rồi, họ khoan họ trồng hoa. Nói chung là tùy công dụng. Hiền hay review khuya lắm mọi người. Tại vì đây nè, mở đồng hồ coi nè. Mười hai giờ kém nè, 12 giờ kém 10. Hiền review một tí rồi Hiền nghỉ. Nói chung là Hiền có việc của Hiền á, hôm ta hơi ngáp ngáp. Mọi người thấy cái review ngáp khuya, tại giờ này khuya thì cũng không có phiền ai mở nhạc rồi. Phòng mình review của đây mọi người nhìn nha. Hiền chỉ review cho cả nhà xem thôi, còn đẹp xấu là cảm xúc mọi người comment. Anh em chơi gãy, nhưng mà đồ này là đồ dân gian nha mọi người, dân gian mà nó là xưa thiệt chứ không có đồ gian đâu, tại cái này có mấy đồng đâu. Hiền nói Hiền đi, Hiền review những cái đồ mà nó bèo thành ra mới sợ nó đồ giả. Nên nó giả, ông ngại cái này là không ai đi giả cái này hết nha mọi người. Chơi này là chắc lắm, ăn chắc mặt bền nè. Đã nói này chán kiểu lên chán sành là nó, cái này là sành nè, mỉ sành mỉ dê á. Cái này là bỡ rồi á, nó vỡ rồi á, nó toan rồi á, mà đỡ chôn trong đất á, không xin lỗi mình mục mấy đời xương lên nó cũng còn nguyên rồi vì nó ra sành nè. Cái này thì chắc cũng là cái bình rượu nè, cái này thì nó hơi trẻ đời hơn chút, nó gãy ha, nó mẻ thôi. Hiền cứ review với mọi người xem đẹp hay cái xấu thì cứ gãy ra nha. Đấy, còn đi ông cố nội này nữa thì khỏi nói luôn, ông cố nội này thì khỏi nói luôn, già đanh già chát luôn à. Mọi người nhìn nè, ông già đanh già chát luôn. Đấy, cái này mà thôi chứ nè, này mà tán vào này nè đó, mọi người Hiền tán vào cái chế. Mọi người nhìn nè, cái này hồi xưa các cô gái Chăm họ đội nước trên đầu, họ có cái khăn họ đội nước trên đầu, họ đi vậy nè mọi người, họ đi lấy nước á. Đấy, họ đội lên vậy nè, họ có cái khăn nha, họ có cái khăn nha, họ thả tay ra nha, họ đi nè, họ đi vậy nè, thấy không, họ đi lấy nước á mọi người. Đấy, cái hũ này là đi lấy nước nè, đó cái hũ này nè. Còn cái hũ này không, cũng có thể không phải lấy nước nha, mà hũ này là họ đựng là, mọi người thấy là khi làm mớp vô trong nè, làm tay nè mớp đỡ là đựng làm bình hoa, hoặc là nhiều khi á họ đựng cung tên á mọi người, mũi cung tên ấy, chứ không phải là chế rượu cần đâu nha. Cái này là đựng cung tên á, hoặc là cắm hoa nha mọi người, cắm hoa sen ấy. Ông nội này ông cũng già nè, ông mớp méo nè mọi người, nhìn nó mớp nè, nó mớp nè, thấy không, nó mớp nè. À, mọi người thấy nó mớp vào không, nó như củ khoai lang vậy, nó mớp nè. Đây mọi người nhìn nè, đít tròn đít nè, cái này là đồ sành luôn rồi á.
lấy cái đồ mà gõ vào thôi chứ xin lỗi luôn, cái này rớt là bữa trước mà nó không bể luôn á. Đây mọi người nhìn đây là ra sành này, ra sành luôn á, sành đất cho mà nấu thành sành luôn á, gọi là lên sành luôn á, mẻ sành đây nè. Đấy mọi người nhìn nè, à, thấy mớp không mọi người? Cái này làm tay hết nha, thủ công bằng tay hết nha, nhìn cái đường viền nè, có đẹp đâu, bằng tay là cái này là cắt tay hết. Đó mọi người nhìn nè, dĩ nhiên bây giờ hàng mỹ nghệ mới nó cũng làm nhưng mà nó sẽ không, nó tinh xảo và nó đẹp hơn bây giờ mọi người, đẹp. Còn này là dạng như nó cũ xưa, nhìn cái này là biết à. Ông này thì ông bà cố nội hơn nữa. Ô cái này nặng lắm mọi người ơi nhỉ. Mọi người nhìn thằng này thì khỏi nói nữa đây. Thằng này thì thôi, không có gì ở bàn cãi luôn. À, có một thời gian cái này hồi nhỏ hiền nhỏ nhỏ nhớ là bà nội của mình là dùng muối á, dùng muối hạt á, mọi người bỏ vào đây nè. Mọi người nhìn nè, cái độ già nè. Cái này mọi người thấy quen lắm, gặp quen lắm nhưng mà nó ồ cái này Hiền ơi, cái này tao quen lắm. Quen nhưng mà giờ tìm có đâu, thấy lăn lóc ngoài bờ ngoài bụi gì á mọi người. Đó nè. Nhìn nó xanh nè. Trời ơi. Cái này mà Hiền nói gian đùa cho rớt xuống bể nền gạch mang bể cho nó không bể đó. Nói thật nó cũng nứt nhưng mà nền gạch mang bể đấy. Cái miếng gạch mang của nhà mình nó sẽ bể. Cái này nó do nó bị ấy, ta chắc vôi hồi xưa nó lủng lỗ. Cái này cũng là cái vôi với xi măng hồi xưa ông bà dùng mà. Dạng ở lại nè mọi người nhìn này, nặng lắm. Nặng cầm nặng tay, mọi người thấy Hiền cầm Hiền gồng lên nè. Lên chuột à. Nặng. Đấy. Thành ra cái đồ này mà ai nói mới không có lo. Vấn đề là giá trị, là giá trị mình, giá trị tinh thần, giá trị di sản, đồ gì, đồ của ông bà mình chơi vậy thôi. Chứ còn nói mà giá trị gọi là tiền nhiều thì nó không quá quan trọng, mà giá trị là thích nó xưa. Không cổ xưa thì không cổ thì xưa. Thành ra không có lo cái chuyện mà đồ mà những cái bình hoa mà đẹp vẽ vời lên đó rồi nó giả. Đấy. Đấy, nôm na như Hiền nói lại bữa nè. Ông nội chu đậu này nè. Mọi người biết cái chu đậu này Hiền nói luôn, nếu mà cổ thì một cái này 1 tỷ đến 1.5 tỷ. Cái này là cái cổ họng đó chứ cổ gì. Cái này có 450k mọi người đấy, mọi người nhìn đẹp không? Khiếp. Giả cổ á mọi người. À, đẹp không? Đẹp không? Nó mà nó đưa vào. Thằng đó mà đưa vào với thằng bình này thôi chứ toan nhau thôi chứ. Để Hiền đỡ với cái thằng nào. Thằng đó dương này mà toan nhau thì thằng này nó phải hơn. Này nó xấu nè. Này mình nằm rượu nè. Này rượu đẹp. Đấy. Ha, những cái đẹp đẹp nhưng mà nó không phải cổ. Nó mình nhìn mọi người nhìn tinh xảo không? Trời ơi cái này giống như mình đẹp không? Thì có một cặp á. Cặp này mà đúng cổ 2 tỷ. Mà này có hai cái là chưa tới 1 triệu. Đây đỡ đây cho đẹp nè. Cái này là của Khmer nha mọi người. Cái này Hiền sưu tầm trong Khmer á. Khmer chứ không phải đồng bào Chăm nha. Cái này cũng dạng gì nè đó. Cũng là mấy cô gái Khmer đội nước á mọi người. Đấy đội nước. Cái này cũng là đội nước vào đi vậy nè. Dạng như mọi người. Họ chăn họ bóc quấn cái xà rong á. Sao mọi người đi thấy đi dạng đi vậy nè. Đi ra suối ra đấy lấy nước vậy nè. Đó. Đó cái này mọi người là sẽ thấy quen quen. Đấy. Nhưng mà bây giờ đi coi văn hóa nghệ thuật diễn á. Thì mọi cái này là mình vịn tay nha. Nhưng có người là đi họ không có vịn tay luôn, họ đỡ ra gì đây luôn nè. Đấy, cái đầu Hiền nó không có bằng ra đó, thả ra gì nè đó. Thôi sợ rớt. Mà cái dạng gì á mọi người. Cái này là của Hiền sưu tầm ở trong An Giang á. Cái này là của Khmer nha mọi người. À, họ lấy nước á mọi người, các cô gái lấy nước, nó cũng già mang già cốt qua nè. Cái thằng này thì nó chưa cổ lắm đâu. Nhưng mà sau đó cái này cái nhà kia đục lỗ là do nhà kia họ đục lỗ, họ lấy cái giòi ở đây họ làm rượu ngâm rượu, xong Hiền về rút ra. Hiền mua về Hiền rút cái giòi ra, họ làm cái bình á là họ đút cái quan vô, họ ngâm rượu xong họ xả dưới đây họ dùng đó là Hiền sưu tầm vậy đó. Hiền mua Hiền hủy cái quan nhưng nó bị một lỗ mắt nè. Đấy. Còn nhiều hũ mình không biết. Còn cái này cũng vậy nè, cái này mọi người cũng biết rồi, cái này thì quen, cái này Hiền ví như là vỡ rồi.
Đấy. Hiền cũng cho keo nứt vỡ rồi, nhưng mà này cũng vậy, cái dạng hũ này thì cũng xưa dùng cũng dạng dùng đỡ mỡ á, thời này nó cận hơn chút. Cái này mà cỡ năm 1930 đến năm 1945, thậm tệ đến năm 1975 mà mọi người vẫn còn thấy nè, vẫn còn tồn tại thấy nè. Đấy. Cái thằng này thì hơi bị lâu ấy, thằng này hơi bị đập á, lâu lắm rồi nha mọi người. Thằng này dạng như thế kỷ 19 á, 20 dạng còn sót lại thôi chứ không còn đâu. Này là cái đồ này á, thì cũng mua từ nói một đứa nó chăn bò, nó trôi về sông á, nó chăn bò nó lụm lên nó cầm, thế là Hiền mua lại, nó ném lên ném xuống nắm nó chơi, nó dời cạch, thế là Hiền mình đi về thấy nó cầm thế này liền, nó thôi à, là Hiền mua đấy. Đấy, mua rất là mừng khi mua cái hũ này nha mọi người. Đấy, nhìn nè mọi người, nhìn cái độ sành của nó cực kỳ không, nó ra xong nó trôi lăn trôi lóc đóng rong đóng riêu lắm. Hiền về Hiền chà quá trời luôn, hồi bữa nó đóng rong đóng riêu chà gơ trời chà, nó cậy ra cái màu nói đỏ nè, chà lắm đó nha. Dùng bằng cái miếng inox chùi lên mà nó vẫn vậy á. Còn cái hũ đồng tiền này thì mọi người biết rồi, nó từ năm nó vẫn là cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 cho đến cái thời bao cấp vẫn còn á nha mọi người. Mọi người vẫn thấy nè, cái hũ đồng tiền này thì nhiều á, nói chung là đó. Thôi nói chung là Hiền xưa review cho mọi người biết là bộ sưu tập này còn một mớ cái hũ kia nữa, nhưng mà Hiền tại bàn Hiền nói là mỗi lần review Hiền cố sắp xếp sao trên một cái ghế với cái này thôi, là một số đồ hũ kia thôi, chứ còn hơn hồi kia Hiền cũng nói thật luôn, Hiền định mở cà phê thì Hiền định mở cà phê, thành thử là định đề co cái này để mà trưng bày trong quán cà phê sân vườn hoặc là những cái cà phê mà nó dạng như giống như An cà phê đấy. Thành thử Hiền mua Hiền tùm lum thứ luôn, cái chuyện Hiền ha, thậm tệ lớp xe Hiền cũng mua nữa, ý tưởng điên khùng lắm mọi người ơi. Mua lớp xe là định làm mấy cái bàn lớp xe rồi cắt bỏ lên rồi hủ rồi cắm bông rồi, nói chung là người ta không làm thế là thành một cái đống đó. Nhưng mà nếu mà lôi ra Hiền cứ mỗi tối mà Hiền lôi ra Hiền review thì cái sắp như đây là review đã có làm clip cho cả nhà xem cho vui rồi. Đấy, chứ mà bây giờ mà banh nó nữa là khổ lắm, có thằng mình Hiền à. Đấy, Hiền là mọi người thấy nha, Hiền quay YouTube cũng một mình Hiền quay. Nhạc thì không có lòng nhạc, mở luôn cái TV cho nó tự nhạc vô luôn. Hồi bữa dính bản quyền thì bữa nay biết là nhạc không có bản quyền á, là Hiền cứ đỡ cái này đỡ vô, cái anh chị là cứ mà vô nhạc không có bản quyền là vô, là tự động nó ghép nhạc vô, chứ không có cần edit, không có cần làm lập trình rồi vậy, cũng nhờ anh em làm. Nhưng mà những cái nào mà đi xa quay cắt nhiều rồi về ghép á, về ghép lại á thì về ghép lại á thì mới cắt sáng mới làm như những anh chuyên nghiệp mà YouTuber chuyên nghiệp khác. Còn không thì là Hiền cứ tự review up chay luôn. Đấy, thành ra mình làm cũng không có hay gì lắm, thành ra mình cứ làm rồi mọi người thấy Hiền nhiệt tình cảm xúc thì cứ like ủng hộ đăng ký kênh cho Hiền để Hiền cứ quay nha mọi người nha. Đấy, nói cho cũng có cái để mà coi. Mọi người coi rồi đó, Hiền review một cái nữa rồi Hiền
nhưng mà Hiền cũng nói luôn là cầm cái hũ này rồi mình mới biết rằng cái hũ thì hồi xưa vậy có những cái mình cũng sống, cuộc sống mình cũng đừng có bảo thủ như những cái hũ hồi xưa. Hũ thì mọi người thấy đó, hũ chỉ đựng gì thôi, chứ người ta nói đồ mày là hay hay bị cái câu người ta chửi thứ hai nữa. Cái câu mà ta chửi là đồ mày chỉ biết sống trong hũ á, mọi người bây giờ mọi người hiểu cái hũ là đó. Đồ mày chỉ sống trong hũ, mà người trong hũ nè. Trong hũ thì mọi người nhìn thử đi. Ở trong nó rộng lắm, nó nghĩ là nó rộng nhưng mà nhìn ra bầu trời á, nhìn ra các lỗ nó xíu xíu. Đó, nó to như cái đĩa bay vậy, to như trái bí nè, mà nó phát ra cái lỗ. Thế nó đồ mày chỉ sống trong hũ á, là có nghĩa là ở trong cái hũ thôi, chỉ nhìn ông trời á, nhìn ông trời bằng cái nhiêu đây à. Đó, nhưng đâu biết là bước ra khỏi cái hũ rồi á, là bầu trời rộng bao la lắm. Đó, ví dụ như thế. Những câu mà ông bà mình nói á, thành ra khi mình chơi đồ, sưu tầm đồ á, mình ngồi mình sẽ liên tưởng, à thì ra người ta chữ mày á, là đồ mày chỉ sống trong hũ á, chỉ biết trong cái hũ thôi là không được. Thành nhờ chơi cái hũ đó mình biết là mình đừng bảo thủ và đừng sống trong cái hũ. Xã hội bây giờ thì phát triển rồi, mình cũng thoát ra khỏi cái hũ của mình đi. Đó, mà tất cả cái hũ thì mọi người cũng biết cái gì, bỏ vào hũ thì đều cũng có cái lối vào và lối ra. Thành ra mình nên nhớ mọi người cứ nhìn này nè, ông bà hồi xưa làm cái gì cũng có ý đó hết đó nha. Từ thời xưa con người mình cũng có cái ý nè. Ví dụ như cái hũ này mọi người thấy bỏ vào không, cái tấm miệng nó giữ lại. Nhưng mà nếu mà trút xuống mọi người nhìn thấy nè, trút xuống nè, lật ngược lại xuống là nó vẫn ra hết nha. Cái hũ hay chai người ta vẫn làm vậy á. Thành ra khi mọi chuyện là mà thấy dung chứa, nhưng mà chỉ cần đảo ngược cái là nó cũng ói ra hết. Đấy, đừng có ở trong hũ. Thành ra thoát ra khỏi hũ cũng là như vậy. Thành thử là mình có những cái mình cũng không nên sống trong hũ mà bảo thủ. Mình cũng phải mở mang, mình phải chui ra khỏi cái hũ của mình. Mình chui ra khỏi cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình. Đó, mình sẽ bỏ những thứ mà mình gọi là những cái mà gọi là mình nhìn trong đó, mình chỉ biết trong đó thôi, mình còn tối tăm lắm. Cuộc sống xã hội bây giờ họ phát triển nhiều lắm. Mình chơi đồ cổ xưa nhưng mà mình cũng có những cái mình cũng phải nên mở mang ra, nhìn ra thế giới, nhìn ra cuộc sống bên ngoài. Đấy. Rồi nhờ cái hũ người ta mới mình có những câu chuyện ví dụ liên quan đến cái hũ. Ví dụ như một cái hũ như thế này nè, hồi xưa kháng chiến thì bác Hồ kêu là có một cái câu chuyện là hũ gạo bộ đội đó, mỗi người mỗi bữa ăn nấu tiết kiệm hốt một nắm bỏ vào trong hũ á, mà cuối cùng là cái tinh thần đoàn kết, tinh thần dân tộc và tinh thần của gọi là lá lành đùm lá rách á, mọi người giúp đỡ chung tay góp sức, cái đoàn kết là sức mạnh vô địch á. Hay thì cái hũ này nó cũng dạng vậy á, mỗi người cứ nắm một nắm gạo bỏ vậy, chứ mà gọi là cái hũ này là nó kiến tha lâu đầy tổ gà, mổ lâu đầy diều á, là nó cũng dạng vậy á, nó cũng đổ vô trong cái hũ đó. Thế mà mình hồi xưa hũ gạo kháng chiến thì mình đọc lịch sử chứ hồi đó mình không có biết, nhưng mà mình cũng câu chuyện từ cái hũ đó mà mình mới hiểu ra thêm nữa. Người ra khi mình chơi sưu tầm hũ thì cũng có cái ý nghĩa của nó, chứ không phải là mọi người cứ nói thấy người ta chơi cái hũ ngày mai về xách cái gì mua cái hũ ở trưng bày mà không hiểu cái hũ đó là cái gì. Thì mình nhờ cái hũ đó cũng có đem lại cái giá trị, một cái câu chuyện cho mình. Thành thử Hiền á, Hiền quay review Hiền chơi cái gì thì Hiền cũng ấy. Ví dụ như cái đồ mà mấy cái ấm đông chiều kia là đồ giả cổ, cái nào Hiền mà Hiền anh em mình lấy về đồ giả cổ đẹp đã được coi trưng bày thì mình nói giả cổ, đồ nào xưa mình nói xưa. Mình cũng không rành, mình chơi không biết thì cứ gì anh em trên mạng cộng đồng họ chỉ mình thôi cả nhà. Thôi nói chung là Hiền chỉ chia sẻ hôm nay Hiền có mấy cái hũ Hiền đó, Hiền lôi ra Hiền quay đó cho clip để nói chuyện với mọi người trong cái mùa dịch. Thành ra là cũng chưa có đi, như nó quay này quay nọ quay kia thì có gì quay nấy, như Hiền nói đó, cũng có cái cho mọi người xem. Đôi khi có những cái hũ mà buồn buồn mình ngắm mấy cái hũ cũng hay á mọi người. Có những cái người ta cũng để cho mình học hỏi mà mình không có bảo thủ, mình không có cái dạng gì á mọi người. Thôi Hiền xin kết thúc video ở đây nha. Nói chung là mong cho mọi thứ dịch bệnh rồi nó qua đi, rồi đã được đi đây đi đó đồ, rồi Hiền mới có những cái để mình quay mình làm. Chứ còn bây giờ mình đi ra ngoài thì đôi khi nó cũng qua chạm rồi nhiều vấn đề lắm. Không biết là mình đi như vừa rồi Hiền đi Đà Lạt về rồi thì anh em mọi người né mình sợ cái bệnh nhân 1341 gì đó. Đó mà lên không ngờ là mình đã về rồi thì cái bệnh nhân nó mới lên. Thành thử giờ mọi chuyện giờ nó cũng thấy qua rồi đó. Thành thử là Hiền bây giờ không có đi đâu thì ở nhà thì cũng ngồi công việc làm của mình ra, thì tối cũng tranh thủ lấy đồ ra review để có clip cho mọi người cùng xem.
chứ không phải clip để kiếm like gì đâu. Like gì, phát clip cả một ngày mà chưa được 50 người lượt xem, mà chưa được 3-4 like đó. Hiền cũng nói thật, nhưng mà cỡ nó Hiền đã có làm clip thì cũng với tinh thần đam mê, và cũng giống như mơ đồ thì cũng lấy ra Hiền quay và review thôi. Vậy nha, Hiền xin Hiền xin dừng video clip. Chào cả nhà, coi như là mong rằng mọi thứ nó sẽ qua đi, rồi Hiền có điều kiện đi lại rồi làm nhiều clip hơn. Hẹn gặp lại cả nhà trong video clip khác nha. Thạo rầu ghê, trong cho hết dịch rồi đi chứ không có gì lấy gì đâu mà quay cả nhà.